gian khó và mặt mọi người hay nhăn nhó. Tiền bạc thì nhiều khi không có, cuộc sống biết bao điều phải lo. Đoạn đường dài này ta đang bước, gia đình mẹ cha ở phía trước. Vui buồn giận hờn nào về nhà cũng sẽ qua mà thôi. Đường về có nhau từ nay cho đến mai sau. Đôi chân kia đi dù xa, ta vẫn luôn quay về nhà. Đường về có nhau, ngoài kia giông tố bao sâu. Nơi đây ta luôn yên bình, thì bên ta là gia đình. Yeah, 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 yeah. Tôi sẽ gửi hình. Được rồi. Sao để chị đợi lâu? Cậu đúng là một diễn viên có tâm đó. Nhiều khi con thấy hả, chị Lam á giống cô nhiều hơn. Hồi nãy á, khi mẹ vô bệnh viện thì mẹ có gặp người Tài ở trong đó. Mà mẹ nghe nó nói thấy lạ lạ sao á. Dạ. Con mới về hả? Mẹ, thằng Tài nó nói gì với mẹ vậy? Con về con nói với mẹ là ba má của con nhận con làm con nuôi xong rồi á thì mới có con Lam. Nhưng mà tại sao thằng Tài nó lại nói là có con Lam rồi mới nhận con về làm con? Mẹ, thằng Tài nó đâu có biết gì đâu mà nói. Mẹ biết rồi đó, chị Lam là con riêng của ba Kiệt. Chuyện này trong gia đình không có ai biết hết, thì thằng Tài nó lại càng không biết. Chẳng qua nó đoán thôi. Nó thấy chị Lam là chị cho nên nó nghĩ là chị Lam sinh ra trước con thôi à. Con nói cũng đúng. Chẳng lẽ mẹ không tin con hả? Không phải là mẹ không tin con, nhưng mà nếu mẹ không tin con á, mẹ cứ qua gặp ba Kiệt với má Khánh mẹ hỏi rõ đi. Mẹ không phải là có ý đó, nhưng mà mẹ cũng thắc mắc là cái chuyện con Lam là con riêng của ba Kiệt con, tại sao trong gia đình không ai biết hết mà lại nói cho một mình con nghe? Tại vì con hỏi đó, lúc con biết con chỉ là con nuôi, con hỏi ba Kiệt với má Khánh là tại sao có chị Lam rồi mà còn nhận con về nuôi để làm gì? Có phải là ba Kiệt với má Khánh thương hại con không? Không phải vậy đâu con. Lúc mà mẹ giao con cho ba má nuôi của con á, thì mẹ thấy họ rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, cho nên mẹ mới an tâm. Chứ mẹ nghĩ không phải là họ thương hại gì đâu con. Nhưng mà nói gì nói, con vẫn hy vọng chị Lam không biết được chuyện này. Tại vì con là người hiểu rõ nhất tâm trạng của chị Lam. Nếu mà chị Lam biết được á, chị Lam sẽ cảm giác mình là người bị bỏ rơi. Tính ra mẹ thấy tội nghiệp cho con nhỏ. Mẹ đừng có lo, ba Kiệt với má Khánh thương chị Lam lắm. Mẹ, nhà có gì ăn không mẹ? Con đói bụng quá. Mẹ có nấu bún thái mà con thích đó. Công nhận có mẹ là sướng nhất. Sắp lấy chồng tới nơi rồi mà còn nũng nịu với mẹ à? Không, con không lấy chồng, con ở vậy với mẹ luôn. Nè nha, để coi coi cái câu nói này đúng được mấy năm ha. Thôi đi lên tắm rửa sạch sẽ đi, rồi mẹ hâm đồ ăn lại con xuống ăn là vừa rồi đó. Dạ. Em ăn gì? Cho con đĩa cơm sườn. À rồi, chờ, ngồi ngồi chờ. Bà dơ dáy thế.
Nhà anh cô ơi. Đây. Cảm ơn cô dọn bài chén dĩa trên bàn giúp con. Dạ, dạ. Tân. Con. Thế lại phụ dọn chén dĩa dơ đi. Dạ. Xin lỗi bác, con quên, để con dọn. Ê, ê. Để đó làm cho. Rồi bá này để con trai làm cho. Mà đi lấy khăn lau bàn đi. Dạ. Ê, này để anh lau cho nè. Bá này làm rẹt rẹt ấy mà. Con đem cơm ra cho ba trong bệnh viện chưa mà quần quần ở đây? Dạ rồi má. Con đỡ ba ăn xong rồi con mới về chứ bộ. Rồi sao không ở trong bệnh viện với ổng mà về đây? Ba đuổi con về. Má, ngồi xuống má. Gì? Thôi. Má mệt lắm đúng không? Để con xoa bóp cho má nè. À, tự nhiên thấy khách cũng vắng bớt rồi má ha. Ừ. Muốn xin tiền hay gì? Không có đâu má ơi. Má cho con với Tình đi mua đồ chút xíu nha má. Thôi không có được đâu. Nó đi rồi ai làm công chuyện của nó ở đây? Má đâu phải chủ đâu mà quyết định. Thì má làm giúp Tình chút xíu thôi. Con với Tình đi mua thuốc cho má của Tình rồi về liền mà. Thôi. Thôi anh, để tối em về em mua thuốc cho má em sau. Chứ làm sao để bác ở đây một mình được. Sao được, lỡ tối tiệm thuốc đóng cửa làm sao. Má, mẹ của Tình ở dưới quê bệnh nó quan trọng lắm á. Má cho tụi con đi nha má. Dạ, cảm ơn má. Đi. Nè, nè. Mẹ của nó quan trọng rồi má mày làm sao. Chà. Ờ Chi, má nghe nè con. Má đang ở đâu vậy? Má nói chuyện với con một chút được không? Ờ được, được. Có chuyện gì không con? Má về má dạy lại thằng Tài giùm con. Nó tới công ty nó tống tiền con thì thôi. Nó còn đi bếp xếp mọi chuyện với mẹ Trang nữa. Xém một chút nữa là mọi chuyện vỡ lở ra rồi. Trời đất ơi. Có chuyện đó nữa hả? Rồi mẹ Trang con làm sao? Trời ơi, nó bếp xếp như vậy, nghĩ sao mà mẹ Trang không nghi ngờ. Nhưng mà con đã kiếm được cái cớ để mà lấp liếm tất cả mọi chuyện rồi. Con nói cho má biết, con không cần biết là thằng Tài nó biết bao nhiêu phần trăm trong cái chuyện thân thế của chị Lam. Nhưng mà nó là một, con Diệp là hai. Đừng có đi theo phá cuộc sống của con như vậy. Rồi rồi, má hiểu rồi. Má biết phải làm gì mà. Lần nào má cũng nói với con là má biết phải làm sao hết trơn á. Nhưng mà hết bà nội rồi tới nó cứ gây chuyện như vậy. Má có biết là từ tối hôm qua tới giờ con lo lắng như thế nào không? Má xin lỗi. Để má sẽ là cái thằng Tài này. Bằng mọi giá, má phải làm sao cho thằng Tài không gặp được con và mẹ Trang. Nếu mà chuyện này dở lỡ ra, con chết cho má coi. Con... Chi? Chi ơi. Tình. Hôm nay ra đường không coi ngày rồi. Đi cả buổi trời tìm không được tiệm thuốc. Đã vậy, tiệm thuốc gần đây đóng cửa nữa chứ. Thôi bỏ đi anh. Thuốc mắc lắm. Em cầm tạm ít tiền đi. Mua 7 ngày thuốc cho mẹ trước. Rồi cuối tháng có tiền đưa thêm cho. Em cảm ơn anh nha. Anh đúng là vị cứu tinh của đời em. Em là vợ tương lai của anh mà. Anh không cứu thì ai cứu chứ. Ân nhân của em thì được chứ. Chồng hả? Người ta không có dễ dãi vậy đâu ha. Phải không đó? À, tự nhiên anh mệt mỏi như ta. Anh cần tiếp năng lượng. Tiếp năng lượng? À. Tài. Con nhỏ này đi qua coi quán cơm. Dạ con. Không có cãi, nghe không? Dạ con xin lỗi bác. Má ơi, sao má không ra sớm hay? Tự nhiên ra ngay lúc này. Tức, trời ơi, tức quá má ơi. Tức cái gì? Mày đó nha, tại sao mày làm tiền con Chi rồi mày còn nói nhiều chuyện với bà Trang Chi cho gia đình ta xào xáo hả? Tại bà Chi bà láo với nội, làm nội buồn. Con nói thiệt hả?
không có cái nhà này nuôi bả 15 năm trước hả? Thì bả còn mạng để mà nhận lại mẹ ruột không? Chuyện cũ bỏ qua nha. Nhưng mà từ đây trở đi, mày mà làm phiền Quân Chi cái gì á là mày không có một xu. Má, con ruột má không binh, má đi bên con nuôi là sao má? Thiệt tình. Thằng này, nãy giờ tao tưởng cái mền. Em gọi chị Sinh không bắt máy. Đang đi châu Âu rồi, mày gọi bắt máy mới là giỏi. Này, Minh. Anh hỏi, giữa em và chị Sinh có chuyện gì? Không có gì đâu. Đừng có mà chối. Chắc chắn là có một cái gì đó. Thì em với chị Sinh cũng kiểu thích nhau. Thích nhau? Thế đã ấy đã ấy chưa? Chưa. Anh bù của mày nó đáng sợ thật đấy. Toàn bộ cái ca bên đấy còn nó còn khó hơn cái ca này nữa. Chuyện gì mà khó quá thì bỏ qua, còn chuyện gì mà quên được thì nên quên đi. Anh nói nghe nói em, nhưng mà nếu như không quên được thì làm thế nào? Nếu muốn quên cái cũ thì phải tìm được cái mới. Ủa? Sao nói đi chơi với thằng Tịnh mà nằm đây? Con đang bực mình lắm đây. Chuyện gì bực mình? Nữa coi đó, con tới công ty bà Chi phá hả? Má la con không nói gì. Đằng này con chỉ nói chơi với cô Trang thôi. Vậy mà bà đi học lại là mát chửi con quá trời đất. Trời đất ơi, mày nói gì với cô Trang vậy thằng quỷ? Ôi nội cũng la con quá trời đất vậy. Vậy giờ nói tóm lại tao hỏi mày nói gì với cô Trang? Con chỉ nói chơi thôi mà. Nói gì? Thì con nói nhiều khi á, nhìn cô Trang hả, giống như mẹ ruột của chị Lam vậy đó. Cái lúc đó hả, ba má con có chị Lam rồi á, nên không cần thiết phải nuôi chị Chi đâu. Đó vậy thôi đó, mà chửi quá trời quá đất. Chửi mày là đúng rồi, thằng vô duyên. Đàn ông con trai mày đặt nhiều chuyện hả? Trời, con có nói đâu nhiều nhiều chuyện. Chuyện trong nhà mình là đem đi nói chơi với người ta, không nhiều chuyện chứ là cái gì? Cái này con chỉ nói chơi thôi mà. Nói chơi gì? À, chắc chắn là bà có đâm trọt gì con rồi. Bởi vậy má con mới la con quá trời đất vậy đó. Con Chi thì cũng kỳ thiệt nếu nó râm thọt. Nhưng mà con nhớ lại đi, con Chi là khẩu xà tâm Phật. Thôi bỏ qua đi, đừng có quậy người ta nữa. Đó, nội cũng binh cho bả nữa. Binh cái đầu mày chứ binh. Mày hỏi hết cả nhà này coi nội thương ai nhất. Hỏi cả xóm người ta còn biết chứ đừng nói trong nhà. Nội thương con vậy sao nội không binh con? Binh hả? Binh được cũng đúng chuyện mà binh thôi. Con không nói chuyện với nội nữa. Không nói chuyện nội nói với ai? Thằng ăn gì không? Nó nấu cho ăn. Con chửi no rồi. Ăn đi. Em đã chuẩn bị xong hết danh sách chủ nhà rồi nè. Anh kiểm tra giùm em nha.
Ông bị bệnh hả? Ủa, anh bị bệnh hả? Anh đi về nghỉ đi để em làm cho. Anh Phong sướng nha, được hai người phụ nữ quan tâm chăm sóc luôn. Chị nói gì vậy? Anh Phong là của Hương. Em làm việc cho nghiêm túc đi, không anh cho em nghỉ việc đó. Thôi, sếp đã nói thì nghe đi, không lẽ bị đuổi việc bây giờ. Làm gì mặt mà anh xanh lè xanh lét gì anh Phong? Hay là mình hẹn hò đi. Em đồng ý. Anh vừa nói cái gì nhỉ? Anh đừng có mà chối cãi. Em đã nghe rõ ràng hết rồi. Và mọi người cũng đã nghe rõ ràng hết rồi. Anh nói đùa thôi mà. Không ạ. Anh đừng mà giỡn với em. Phong Lâm đây. Chuyện của ông với Hương bất ngờ ghê ha. Tôi còn thấy bất ngờ nữa nè. Giống như là đám cưới mà không biết cô dâu là ai vậy. Bộ có chuyện gì hả? Không. Tôi thấy hình như là có chuyện gì đó không bình thường phải không? Lúc nào tôi chả thấy. Dám đâu, từ trước tới giờ tôi có thấy ông như vậy đâu. Mà nè, Hương là em gái của Định, cho nên ông phải nghiêm túc đó nha. Phe này chắc tôi không qua khỏi quá. Cái ông này có bạn gái mà làm như là cố gắng lên. Tôi thấy Hương cũng dễ thương mà, lúc nào cũng vui vẻ hết á. Nếu mà ông ở bên cạnh Hương thì sẽ quên hết được những chuyện buồn. Bà có biết tôi buồn chuyện gì đâu mà. Tôi cũng không chắc là có thể quên được không. Thôi trễ rồi, đi họp thôi. Đi. Chỉ tiêu mình đặt ra cho Phong cao như vậy mà nó hoàn thành gần xong rồi đó. Chuyện của Phong với Hương bất ngờ ghê. Anh sao vậy? Tự nhiên mặt không vui vậy? Sắp có em rể mới mà sao kỳ vậy? Không biết hai đứa đó nghĩ cái gì nữa. Nghĩ gì là nghĩ gì? Trai chưa vợ, gái chưa chồng đến với nhau là cái chuyện hết sức bình thường. Em nghĩ Phong nó có thích Hương không? Phong có thích Hương hay không thì làm sao mà em biết được? Anh sợ rằng Phong nó chỉ đùa giỡn với con Hương thôi. Quan trọng á là Hương rất là thích Phong. Bây giờ anh càng ngăn cản á thì Hương nó sẽ càng phản kháng thôi. Anh công nhận Phong là một người tài, nhưng trong chuyện tình cảm anh không tin thằng Phong có thể đem lại hạnh phúc cho Hương. Vậy thì anh phải càng cho Hương có một cái cơ hội để mà danh chính ngôn thuận tìm hiểu Phong. Nếu mà hai người tìm hiểu nhau hợp thì đến với nhau, còn không hợp á thì là bạn bè. Em thấy chuyện này bình thường mà. Em nói anh nghe nè, chuyện tình cảm là cái gì đó rất là khó nói. Đôi khi á anh phải thử rồi mới biết là có hợp hay không. Chào mọi người. Mọi người tới rồi hả? Vô họp nhanh đi. Chiều nay định tính vô thăm bác trai.
Lam đi với Định nha. Ừ, vậy Định chở Lam đi nha. Lam để xe ở đây đi, rồi Định chở Lam đi. Ừ, vậy Lam để xe ở đây xong rồi sáng mai Định chở Lam đi làm luôn nha. Ừ. Chuyện của mày với Hương sao từ tối giờ tao chưa nghe mày kể vậy? Tao nghĩ mày chỉ coi Hương là em gái thôi chứ. Đâu phải chuyện gì tao cũng nói cho mày được. Mày đừng có lấy em gái tao ra làm trò đùa đó. Tao với mày còn chưa biết thằng nào nghiêm túc hơn thằng nào. Chi, lúc nãy chị có làm phiền em với Định không? Chị nói vậy là sao? Hình như là hai người đang tâm sự mà chị lại vô không đúng lúc như vậy. Nếu như chị đã biết như vậy á, thì lần sau để ý giùm em. Chị xin lỗi. Lần sau chị sẽ để ý hơn. Chị thích anh Định thiệt hả? Định vừa giàu có, đẹp trai lại giỏi giang nữa. Em còn thích Định huống hồ chỉ là chị. Nếu mà chị có thể lấy được một người như Định thì tương lai của chị sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Người ta thích nhau đâu phải vì mấy cái đó. Vậy hả? Vậy mà chị cứ nghĩ là vì tiền mà họ có thể bất chấp tất cả. Chị nói ai vậy? Chị đâu nói ai đâu. Chị chỉ nói người ta thôi mà. Trời ơi, ngồi một mình trầm ngâm dữ vậy. Để cái gì vậy? Bữa nay tôi có mua gà làm món gà kho gừng, cái món mà ông thích đây nè. Ngon lắm. Lát nữa ăn nha. Ông sao vậy? Ông còn muốn dằn vặt tôi cho tới khi nào nữa chứ? Dạ, anh chào hai bác. Con Ủa, má đem đồ ăn cho ba đó hả? Thôi con đi mua cái món về ổng mà ăn đi. Còn cái này lát nữa má tự xách về. Ủa sao vậy má? Công trình của má đi đi mua cái miếng gà lựa thiệt ngon, về kho theo ý của ổng, gà kho gừng. Vậy mà nỡ lòng nào đó bỏ qua bên đó ngồi không nói tiếng nào hết trơn á. Sao vậy ba? Ba dạ. Ái da. Trời, ủa cái gì vậy? Có sao không? Chết cha. Nó coi sao đứt tay rồi. Trời ơi đứt tay rồi, đi kêu y tá. Bà đi kêu y tá đi. Không sao đâu bác. Không sao đâu. Để Lam đi mua băng keo cá nhân nha. Để không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi à. Vết thương nhỏ hay lớn gì cũng phải băng lại cho nó không bị nhiễm trùng chứ. Để Lam đi mua nha, đợi chút xíu. Thiệt tình. Thằng Định với ông có muốn ăn cái gì thì nói một tiếng, thì tôi với con Lam gọt cho ăn. Chứ không rồi nó xa gọt chi cho nó đứt tay vậy không biết nữa. Dạ tại con không cẩn thận thôi bác. Ừ. Con nhìn hai bác, con nhớ tới chuyện vui của ba với mẹ con. Để con kể cho hai bác nghe nha. Sao? Ba con á, mỗi lần ba con nhậu xỉn vô là hay gọi mẹ con là vợ ơi, bà xã ơi. Ừ. Hay là mình ơi lắm bác. Trời ơi,
Nghe nói vậy chứng tỏ là gia đình hạnh phúc lắm phải không? Lúc đầu con tưởng là như vậy, con tưởng là ba con thương mẹ con lắm nên mới gọi như vậy. Nhưng mà sau này con mới biết một bí mật là mỗi lần nhậu xỉn vô á là ba con hay quên tên mẹ con. Trời đất. Là phải gọi là vợ ơi hay mình ơi để cho chắc. Nếu không á là ngày mai ba con phải ăn cơm tiệm á. Nè nè, ông ăn đi, má tôi đút cho ông. Thôi, để túi. Đứng thôi. Thôi đưa đây tôi được rồi. Tôi. Cảm ơn nè. Có gì đâu mà trách sáng. Nè, con miếng nữa nè, ngọt nè. Đây. Món này hai đứa là đó, chia đều luôn. Cảm ơn ba. Coi kìa. Đi thăm bệnh rồi mày. Đi thăm bệnh là một điều tốt. Sao lại phải đắn đo cơ chứ? Không được, mình chỉ dành mỗi ngày hôm nay thôi. Cố lên nào. Cây là lo cho sức khỏe của em còn gì nữa. Thôi nhận đi. À, anh sẽ mua tặng em quả khác sau. Thôi miễn cưỡng chấp nhận. Hôm nay là sinh nhật em à? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau thì em muốn cắt bánh kem. Chụp giúp chị tấm hình. Bây giờ em đếm 1, 2, 3 thì anh thổi bánh kem nha. Nào, tự nhiên lên nhà học. Để. 1 2 3 Này em, anh làm bạn gái của em thì chắc là hợp hơn đấy. Anh phải cảm thấy tự hào vì có một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như em chứ, đúng không? Em thấy anh ở điểm gì? Chẳng thích ở điểm gì, ghét của nào trời trao của đó. Giờ mà em trả hàng thì vẫn còn kịp đấy. Bộ anh tưởng thoát khỏi tay em là dễ hả? Anh cảm thấy không khỏe hả? Ừ. Không phải. Tại đêm qua anh ngủ muộn. Ít ngủ hả? Ít ngủ hả? Vậy thôi tranh thủ về ngủ sớm đi anh. Để em xin anh hai em cho anh nghỉ mấy ngày nha. Cho anh ở nhà anh giữ gìn sức khỏe nha. Để anh chân gờ chứ. Ừ. Thôi đi về ngủ. Em vào ngồi đi. Wow. Em thấy quán này đẹp không? Quán này style của anh ha. Ừ. Thỉnh thoảng mình đi đổi không khí một tí cho lãng mạn.
Cũng ga lăng quá nè. Cảm ơn anh. À, anh về ngủ sớm nha. Ừ, em về trước đi ha. Dạ, bye bye. Tôi nhắn tin. Bye bye. Quay tụi mình kìa. Trinh vợ kìa, anh Phong. Ờ, Tung. Lâu quá mới gặp, phải không? Dạ, em khỏe. Hơn có một cấp, anh em làm gì? Bạn bè cho nó thân mật. Em, anh là bạn thân của Tùng, em tên là gì? Dạ, em tên Hồng ạ. Tên là Hồng? Tên đẹp thế. À, em là học chung với Tùng à hay sao? Em kém ảnh 1 tuổi ạ. Kém 1 tuổi? Thằng này, bạn gái xinh như thế này mà mày... Mày không giới thiệu cho anh nhá. Anh, em, anh bảo sao ấy, em mà có bạn nào mà cũng xinh như em, giới thiệu cho anh với. Mình đi chơi chung cho nó vui. Anh thân với Tùng cơ. Ừ. Ha, Tùng. Dạ. Mà bây giờ ấy, thì Tùng nó phải đi về với anh có tí việc rồi. Ờ, đi đâu hả anh? Đâu? Việc gì? Thật muốn ngồi ở đây à? Anh... Ê, Tùng. Anh... Dạ. Anh Tùng, anh đi đâu vậy? Bảo con bé về đi. Nhìn thấy gì chưa? À, em cứ về trước đi, xong có gì tối anh gọi điện cho em. Nhưng... Không ra bạn anh ấy mà. Về nhá. À, sánh. À, thôi anh Phong. Ôi, em xin anh, em lạy anh luôn đấy. Nếu mà anh mà cho ai biết thì chắc em chết mất. Ra khỏi đây đã. Nhanh lên. Cảm ơn Định. Làm vô nhà đi. Sáng mai Định qua đón nha. Lam, có chuyện này Định muốn nói với Lam. Chuyện gì mà bí mật quá vậy? Cũng không có gì. Chỉ là dạo gần đây Định thấy Lam hơi khác thôi. Thì ai rồi cũng phải khác mà. Nhưng tình cảm mà Định dành cho Lam 10 năm qua vẫn không có gì thay đổi. Thôi Lam vô nhà đi, Định về. Ừ, về nha. Nhớ lái xe cẩn thận đó. Alo. Ủa, mẹ gọi cho ai vậy mẹ? Mẹ gọi cho con Lam. Mà không biết sao, chắc nó bận á, mẹ gọi không được. Dạ, sữa của mẹ. Ừ. Mẹ, dạo này chị Lam hay nói chuyện với mẹ. Ừ. Chị Lam có chia sẻ chuyện gì đặc biệt cho mẹ biết không? Ừ, chuyện gì đặc biệt con? Dạ thì tại hôm bữa chị Lam á, chị nói với con là chị sắp viết mấy cái chuyện mới. Ừ. Cho nên là con nghĩ chắc chị Lam hay nói chuyện với mẹ thì chắc cũng chia sẻ với mẹ chút ít. Không, mẹ đâu có thấy nó nói gì đâu. À con, mẹ có chuyện này muốn hỏi con nè. Mẹ thấy
Còn làm nó có duyên với mẹ lắm. Tính tình thì lại ngoan ngoãn, hiền lành. Cho nên là mẹ định nhận nó làm con nuôi. Con thấy thì sao? Không được. Sao không được? Không được. Mẹ không thể làm như vậy được. Mọi chuyện đâu có đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Có gì đâu mà không đơn giản. Hồi đó đó, ba Kiệt với má Khánh của con cũng nhận con làm con nuôi. Cũng đâu có phức tạp gì đâu. Không, con nói không được là không được. Mẹ nghĩ đi. Chị Lam có ba, có má, có bà nội, có em trai, có em gái. Còn con thì sao? Con chỉ có một mình mẹ thôi à. Con không có muốn chia sẻ mẹ của con cho ai hết. Tưởng là chuyện gì. Chứ nếu là chuyện đó, nếu mà mẹ có nhận con Lam là con nuôi đi chăng nữa thì con vẫn là đứa con gái duy nhất của mẹ mà, đâu có thay đổi gì đâu. Nhưng mà con nói không được là không được. Con không muốn chia sẻ mẹ của mình cho ai hết. Thiệt tình à, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo giống như con nít vậy đó. Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ, uống sữa đi mà. Nhõng nhẽo à. Em Phong ơi, em sắp chết rồi. Chết cái gì mà chết? Gia đình vợ chú mà biết được thì mới gọi là chết. Có biết là con Diệp mà nó nhìn ra ấy thì sẽ như thế nào không? Chị Lan, chị bảo anh Phong ra cho em. Chứ em với cả con bé kia chưa có gì cả. Em giải thích cho chị làm gì? Về mà giải thích với mấy Diệp đi kìa. Diệp biết rồi á hả? Chưa. May quá. May cái gì mà may. Nè thôi đi. Bây giờ ông đánh thằng nhỏ làm cái gì? Tôi lo cho mấy Diệp hơn. Thôi mọi người tha cho em lần này đi. Chứ bây giờ để mà Diệp biết thì nó về nó gặm đầu em luôn đấy. Này, thằng này kiểu gì cũng ngựa quay đường cũ cho xem. Em thề với anh, thề với bóng đèn, thề với cột điện là em không bao giờ em lặp lại lỗi này nữa. Em tốt nhất là hứa cái gì là phải giữ lời đó nghe chưa. Em xin thề. Thề. Bằng chứng tang chứng vẫn ở đây. Lần sau ấy thì không chữa hít đất đâu. Được chưa? Hello vợ yêu. Sao hôm nay về sớm vậy? Thì chồng nhớ vợ nên là chồng về sớm. Nhớ vợ? Xạo quá, tự nhiên nay ngọt ngào quá vậy trời. Thì... À, vợ ăn gì không? Để chồng mua cho. Không thấy con đang ngủ hả? Biết sáng giờ nó quậu, dỗ mãi mới ngủ được đó biết không? Không sao, từ giờ là chồng sẽ... Chồng sẽ chăm con cùng vợ. Chăm có mình con, không chăm vợ. Lo cả vợ luôn. Nè, có cái này cho vợ. Này là tiền dành dụm của chồng, không cho mẹ biết nha. Có mấy chục mà đòi. Người ta tiết kiệm chứ có phải là đi ăn cướp đâu. Có cả tiền trăm đấy. Thế chồng lo cho vợ tốt không? Thật quá. Trời, dành dụm gì mà được 500 ngàn. Nói vậy bây giờ chồng đi mua trà sữa nè, đi mua bánh tráng trộn nè, đi mua cá viên chiên, hồ lô nướng, há cảo, đúng rồi, há cảo, bánh mặt tuột nữa ha. Hay là bây giờ chồng đi mua những cái đó đi ha. Ok, để chồng đi mua cho. Nếu vậy á, ngày nào chồng cũng đưa nha. Tiền tiết kiệm của chồng á. Ok. Chứ hôm nay xài hết rồi, ngày mai đâu còn gì để xài nữa đâu. Mà ở nhà hoài chán lắm, đúng không? Đúng rồi. Đi làm hả con? Dạ. Mẹ. Hôm nay mẹ có bận gì không? Không. Chi vậy con? Nếu mẹ không bận gì, hôm nay mẹ lên công ty con chơi đi. Mẹ chưa bao giờ lên công ty con mà. Ủa, hôm nay có tâm trạng tốt hay sao mà có nhà ý rủ mẹ đi chơi vậy? Bình thường mẹ đòi lên con có cho đâu nè. Dạ,
Tại bình thường thì con bận nhiều việc quá, con sợ mẹ lên rồi con không tiếp đón mẹ được. Ngày hôm nay công việc của con cũng không có nhiều, cho nên là con muốn mẹ lên chơi công ty con cho biết. Nếu vậy thì chiều mẹ ghé ha. Dạ thôi mẹ, bây giờ con chuẩn bị đi làm luôn nè, mẹ đi chung với con luôn đi. Rồi, vậy cũng được, để mẹ dẹp cái này đã. Dạ. Tôi cần anh làm một chuyện. Chị nhận được hình của bạn trai chị rồi đúng không? Chị nhận ra chứ. Nhưng mà anh là ai? Sao anh biết anh Phong là bạn trai của tôi? Trên đời này có nhiều việc lạ lắm. Đây là cách mà tôi kiếm sống. Nếu chị muốn biết mặt của cô gái trong bức hình thì hãy chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Anh theo dõi tôi với anh Phong đúng không? Tôi báo công an nha. Cứ việc. Tiệm nail của chị cũng nổi tiếng lắm. Anh Phong là bạn trai chị. Tôi chụp hình ngoài đường, đâu có phạm pháp gì đâu. Nếu mà chị không muốn mua thông tin của tôi thì thôi, chào. Khoan đã, đợi tôi xíu. Một lát nữa sẽ có một vị khách đặc biệt tới đây. Làm biết người đó đó. Ai vậy? À, làm qua đó ngồi đi. Để đây cho khách ngồi. Ai vậy? Định cứ nói đi, cứ bắt mở hoài như vậy á. Phạm Lam tò mò quá. Một lát nữa rồi biết. Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Thì Định nói là chút xíu nữa sẽ có khách đặc biệt tới đây đó. Xin chào tất cả mọi người. Cô Trang. Cô. Chào cô. Ngày hôm nay em dẫn mẹ em lên tham quan công ty. Hy vọng là trong tương lai mẹ sẽ là đối tác chiến lược của công ty chúng ta. Cô chào tất cả mọi người. Mẹ ngồi đi mẹ. Ê Hương, em làm cái gì vậy? Đi qua đây. Anh hỏi cô gái xinh đẹp của anh kìa. Hương à, em bình tĩnh đi. Ở đây là phòng họp của công ty đó. Bà ngủ với Phong đó chị. Nè, coi nè. Anh coi nè. Mọi người coi nè. Chị còn gì vậy phải không? Chị mày có thể coi được ta, nhưng mà mày không thể coi được Lam được. Như vậy là không được rồi. Làm gì làm cũng phải nghĩ cho Hương chứ. Hôm nay con quyết định xóa nợ cho nội. Hả? Ba này! Ba. Chúng tôi có luật im lặng. Bí mật của khách hàng nằm trong sổ đó. Anh nhớ cẩn thận đó. Định quan trọng với Lam như thế nào? Có quan trọng hơn Phong không? Định nói gì vậy? Hay là con lấy tiền của chị hai con mua phải không? Trời ơi, bởi vì thằng Tài góc đầu lên đâu có nổi đâu à. Thì tiền còn trúng số. Chuyện đó là chuyện riêng của con mà. Đâu có cần phải giải thích với cô đâu. Chị không muốn cô gặp con hả cô? Để mai tôi thanh tha hồ mà thanh nè. Đường nó không kịp nhân mặt luôn. Em có chuyện khác muốn hỏi hai anh. Sao mày đánh tao? Dạ hay lắm đúng không? Diệp em bình tĩnh lại đi. Làm sao tôi bình tĩnh được? Nếu vậy á con Diệp này nè. Con Diệp này đi ra ngoài ngoại tình. Bây giờ có thể quỳ trước mặt một cái đàn bà không ra gì nè hả? Nội làm sao mà sống thiếu đứa cháu nội út lăn chanh như con được chứ? Cái này ấy, là phải đứng ở đâu đấy mà canh từ rất lâu rồi. Đưa cục mỡ trước miệng con mèo mà kêu con mèo đừng có ăn. Ba con bị ung thư máu hả? Vậy mà con làm ba tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tôi biết phải làm sao đây.